Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video hướng dẫn tiếp theo của mình ngày hôm nay. Và ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để mọi người có thể tạo ra được tài khoản quảng cáo doanh nghiệp không giới hạn chi tiêu. Thì để mọi người tạo được cái tài khoản quảng cáo doanh nghiệp không giới hạn chi tiêu này thì mọi người sẽ cần phải có một cái tài khoản có hai cái điều kiện. Đó là điều kiện đầu tiên đó là mọi người sẽ cần phải có cái quyền quản trị ở trong hai cái tài khoản doanh nghiệp. Tài khoản doanh nghiệp đầu tiên nó là tài khoản doanh nghiệp đã có tài khoản quảng cáo không giới hạn chi tiêu và một cái tài khoản quảng cáo mới như thế này. Ví dụ như ở đây thì mình đang có hai cái tài khoản quảng cáo doanh nghiệp, một cái là đã có tài khoản không giới hạn chi tiêu rồi và một cái là chưa tạo tài khoản. Thì để tạo được tài khoản cho cái tài khoản doanh nghiệp này không giới hạn chi tiêu thì rất là đơn giản thôi. Mọi người sẽ chỉ cần là bấm vào tạo tài khoản cho tài khoản doanh nghiệp mọi người muốn tạo nhé, bấm vào tạo tài khoản mới này. Đó, sau đó mọi người sẽ đặt tên, ví dụ như là một múi giờ thì mình sẽ thường thì mình sẽ dùng là Hồ Chí Minh và tiền thì mình sẽ để là Việt Nam. Đó, sau đó mình bấm vào tiếp. Rồi ở đây thì mọi người sẽ lựa chọn tới phần là một doanh nghiệp khác này. Đấy, thì mọi người sẽ lấy cái ID doanh nghiệp, ID BM, ID mà đã chứa tài khoản quảng cáo không giới hạn chi tiêu ấy. Ví dụ bên này mình sẽ lấy cái ID, mình sẽ lấy cái ID này, mình sẽ lấy cái ID này nha. Và mình quay trở lại, mình dán nó vào đây. Đó, sau đó là mình bấm vào tạo. Rồi, ok. Thì mình sẽ cài quyền. Rồi, bấm vào chỉ định. Rồi, ở đây thì mình có thể đóng này, thoát này. Đó. Rất là đơn giản thôi, mọi người cũng có thể check ngay được bằng cách mở trình quản lý quảng cáo ra này. Sau đó mọi người đi tới phần lập hóa đơn. Đó, và bấm vào cài đặt thanh toán này. Mọi người bấm chuột phải này, bấm vào inspect này. Đó. Thì ở đây là mình sẽ cần phải xóa cái này đi, xóa cái extension này đi đã. Đấy, ở đây thì mình sẽ mở lại nha. Mọi người cũng có thể sử dụng cái extension của bên Smith. Tuy nhiên ở đây thì mình, những ai mà muốn bảo mật tài khoản hơn thì mọi người có thể sử dụng code để check. Đây thì mọi người sẽ đi tới phần lập hóa đơn. Sau đó là mọi người sẽ bấm vào cài đặt thanh toán như vừa rồi. Đó, khi mà mình sử dụng cái extension của Smith thì nó sẽ bị đít ra ở cái phần ở cái phần inspect này, cái phần F12 này. Đó, ở đây thì mọi người sẽ lựa chọn vào phần console này, bấm vào console nhá. Rồi mọi người sẽ ở đây, mọi người sẽ lấy cái code này, dán nó vào, sau đó enter một cái, đấy là nó sẽ ra đây như ở đây này. No limit này, tuy nhiên mọi người có thể thêm thẻ vào, sau đó mọi người check nhé. Đó, thì nó sẽ chuẩn hơn. Mọi người thêm thẻ vào check nó sẽ chuẩn hơn. Đó, thì cái video này hướng dẫn mọi người cái cách để tạo một cái tài khoản quảng cáo doanh nghiệp không giới hạn chi tiêu. Hẹn mọi người những video hướng dẫn tiếp theo của mình. Tạm biệt.